Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay 23 trên 25 tỉnh thành phố miền Bắc rét dưới 10 độ, trong đó có 10 địa phương dưới 5 độ. Sapa của Lào Cai thì hôm nay rét nhất từ đầu mùa, chỉ từ 2 cho đến 8 độ. Dự báo từ đêm ngày 22 tháng 12, một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục làm nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm sâu hơn. Đợt rét đậm rét hại này có khả năng kéo dài khoảng 3 ngày tới. Tại một số vùng núi cao, huyện Bát Sát, Bắc Hà và Mường Khương, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống từ còn 2 cho đến 8 độ. Các khu vực vùng núi có độ cao từ 2.500m trở lên, khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá sau sương muối xuất hiện trên diện rộng. Đặc điểm của đợt rét này là rét ngọt, hanh khô, gió đông bắc thổi mạnh. Đêm Giáng sinh 24 tháng 12, nhiều khả năng nhiệt độ hầu khắp các khu vực giảm xuống dưới 13 độ. Các địa phương cần tích cực đôn đốc người dân áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu, nhất là phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. Trời rét đậm thì mọi người cũng cần giữ gìn sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ. Đặc biệt không được đốt than, sưởi ấm trong phòng kín, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa. Sáng có nơi có mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm về sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có mù hoặc sương mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 5 đến 9 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 2 đến 6 độ C, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 5 đến 9 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%.